Hân Hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Á Khôi áo dài 2016 thân thiết bên bạn gái Trương Nam Thành. Người đẹp 19 tuổi vừa đạt danh hiệu Á Khôi cuộc thi nhan sắc Việt, được chị gái người mẫu Thùy Linh đưa đến hiệu làm tóc. Phạm Ngọc Phương Linh đoạt danh hiệu Á Khôi áo dài năm 2016. Hiện cô theo học Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Sau đêm chung kết, người đẹp nhận được nhiều lời mời gia nhập công ty giải trí, nhưng cô vẫn chưa nhận lời vì muốn tập trung cho việc học để thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Thay vì tham gia các hoạt động showbiz, thời gian này Phương Linh muốn được nghỉ ngơi quây quần bên gia đình. Chị gái Á Khôi là người mẫu Thùy Linh, được biết đến là bạn gái của Trương Nam Thành. Phương Linh sinh năm 1997, kém chị gái Thùy Linh 7 tuổi. Bạn gái Trương Nam Thành là người thuyết phục em gái thi Hoa Khôi áo dài và động viên tinh thần Phương Linh trong suốt hành trình 65 ngày ở lâu đài nhan sắc. Tại cuộc thi Hoa Khôi áo dài năm 2016, sinh viên trường Y khoa được đánh giá cao ở khả năng tiếng Anh, giao tiếp thông minh và thuyết trình tự tin. Với câu trả lời ứng xử bằng tiếng Anh lưu loát, cô được khán giả tán thưởng và giành ngôi vị Á Khôi 2. Trở thành đại diện Việt Nam cuộc thi Miss International 2016 Hoa hậu quốc tế diễn ra vào tháng 10, nhưng Linh khá lo lắng bởi cô chưa từng trải qua cuộc thi nhan sắc quốc tế. Dù vậy, Á Khôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt. Đạt được danh hiệu Á hậu là niềm vui của tôi và gia đình. Quá trình rèn luyện trong suốt thời gian qua cũng là món quà quý giá. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rèn luyện mỗi ngày để xứng đáng với danh hiệu vừa đạt được, cô tâm sự. Để chuẩn bị cho hành trình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, Á Khôi 19 tuổi cho rằng kiến thức và sự tự tin là nền tảng vững chắc. Theo người đẹp, hành trình rèn luyện bản thân không diễn ra trong một khoảng thời gian mà đòi hỏi quá trình lâu dài, sự kiên trì. Song song các hoạt động trong showbiz, Á Khôi áo dài 2016 tiếp tục theo đuổi việc học tại trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.